Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy sắc, tư duy thọ tưởng hành thức, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc, chẳng tư duy thọ tưởng hành thức, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy nhãn xứ, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn xứ, chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy sắc xứ, tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc xứ, chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy nhãn giới, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn giới, chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy sắc giới, tư duy thanh hương vị xúc pháp giới, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy sắc giới, chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp giới, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy nhãn thức giới, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn thức giới, chẳng tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy nhãn xúc, tư duy nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới.
nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy nhãn xúc, chẳng tư duy nhĩ tý thiệt thân ý xúc, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, tư duy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, chẳng tư duy các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy địa giới, tư duy thủy hỏa phong không thức giới, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy địa giới, chẳng tư duy thủy hỏa phong không thức giới, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy vô minh, tư duy hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy vô minh, chẳng tư duy hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy bố thí ba la mật đa, tư duy tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bố thí ba la mật đa, chẳng tư duy tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy pháp không nội, tư duy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp không nội, chẳng tư duy pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hành Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy chân như, tư duy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy chân như, chẳng tư duy pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy thánh đế khổ, tư duy thánh đế tập diệt đạo, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy thánh đế khổ, chẳng tư duy thánh đế tập diệt đạo, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy bốn tịnh lự, tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn tịnh lự, chẳng tư duy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy tám giải thoát, tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu đầy đủ các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tám giải thoát, chẳng tư duy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có khả năng tu đầy đủ các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy bốn niệm trụ, tư duy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy bốn niệm trụ, chẳng tư duy bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy pháp môn giải thoát không, tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.
Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hành Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy năm loại mắt, tư duy sáu phép thần thông, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy năm loại mắt, chẳng tư duy sáu phép thần thông, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy 10 lực Phật, tư duy 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy 10 lực Phật, chẳng tư duy 4 điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy pháp không quên mất, tư duy tánh luôn luôn xả, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy pháp không quên mất, chẳng tư duy tánh luôn luôn xả, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy trí nhất thiết, tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy trí nhất thiết, chẳng tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni, tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Địa, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy quả dự lưu, tư duy quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, thì nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả dự lưu, chẳng tư duy quả Nhất Lai Bất Hoàn A-La-Hán, thì chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới, sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp.
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy quả vị độc giác, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị độc giác, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì chẳng có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Nếu Đại Bồ Tát chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới. Nếu chẳng nhiễm trước dục giới sắc vô sắc giới, thì có đủ khả năng tu các hạnh Đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn tu hạnh Đại Bồ Tát, muốn chứng quả vị giác ngộ cao tột, thì phải siêng năng tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên tư duy nhiễm trước các pháp. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì nên an trụ ở đâu? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ nhãn xứ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ sắc xứ, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ nhãn giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý giới. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ sắc giới, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ các thọ do nhãn xúc làm chuyên sanh ra, cũng chẳng nên trụ các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm chuyên sanh ra. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ địa giới, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ vô minh, cũng chẳng nên trụ hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ bố thí ba la mật đa, cũng chẳng nên trụ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ pháp không nội, cũng chẳng nên trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ chân như, cũng chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ thánh đế khổ, cũng chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ bốn tịnh lượng, cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ tám giải thoát, cũng chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ bốn niệm trụ, cũng chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không, cũng chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ năm loại mắt, cũng chẳng nên trụ sáu phép thần thông. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ 10 lực Phật, cũng chẳng nên trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ pháp không quên mất, cũng chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ trí nhất thiết, cũng chẳng nên trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng nên trụ tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ quả dự lưu, cũng chẳng nên trụ quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ quả vị độc giác. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, thì chẳng nên trụ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ nhãn xứ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ sắc xứ, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ nhãn giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ sắc giới, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên trụ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ địa giới, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ vô minh, cũng chẳng nên trụ hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ ưu não.
Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ Bố Thí Ba La Mật Đa, cũng chẳng nên trụ Tịnh Giới An Nhẫn, Tinh Tấn Tịnh Lự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ Pháp không nội, cũng chẳng nên trụ Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt giáo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ chân như, cũng chẳng nên trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp trụ pháp thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ thánh đế khổ, cũng chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ bốn tịnh lự, cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ tám giải thoát, cũng chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ bốn niệm trụ, cũng chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không, cũng chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ năm loại mắt, cũng chẳng nên trụ sáu phép thần thông. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ mười lực Phật, cũng chẳng nên trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ pháp không quên mất, cũng chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ trí nhất thiết, cũng chẳng nên trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng nên trụ tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ quả dự lưu, cũng chẳng nên trụ quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ quả vị độc giác. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, chẳng nên trụ quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tinh cần tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, vì đối với tất cả pháp không chấp trước, nên chẳng nên trụ sắc, cũng chẳng nên trụ thọ tưởng hành thức, chẳng nên trụ nhãn xứ, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, chẳng nên trụ sắc xứ, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng nên trụ nhãn giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, chẳng nên trụ sắc giới, cũng chẳng nên trụ thanh hương vị xúc pháp giới, chẳng nên trụ nhãn thức giới, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, chẳng nên trụ nhãn xúc, cũng chẳng nên trụ nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, chẳng nên trụ các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chẳng nên trụ các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chẳng nên trụ địa giới, cũng chẳng nên trụ thủy hỏa phong không thức giới, chẳng nên trụ vô minh, cũng chẳng nên trụ hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não.
chẳng nên trụ bố thí ba la mật đa, cũng chẳng nên trụ tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, chẳng nên trụ pháp không nội, cũng chẳng nên trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Chẳng nên trụ chân như, cũng chẳng nên trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Chẳng nên trụ thánh đế khổ, cũng chẳng nên trụ thánh đế tập diệt đạo. Chẳng nên trụ bốn tịnh lợi, cũng chẳng nên trụ bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Chẳng nên trụ tám giải thoát, cũng chẳng nên trụ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Chẳng nên trụ bốn niệm trụ, cũng chẳng nên trụ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Chẳng nên trụ pháp môn giải thoát không, cũng chẳng nên trụ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Chẳng nên trụ năm loại mắt, cũng chẳng nên trụ sáu phép thần thông. Chẳng nên trụ mười lực Phật, cũng chẳng nên trụ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Chẳng nên trụ pháp không quên mất, cũng chẳng nên trụ tánh luôn luôn xả. Chẳng nên trụ trí nhất thiết, cũng chẳng nên trụ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Chẳng nên trụ tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng nên trụ tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Chẳng nên trụ quả dự lưu, cũng chẳng nên trụ quả nhất lai bất hoàn A La Hán. Chẳng nên trụ quả vị độc giác, chẳng nên trụ tất cả hạnh đại Bồ Tát. Chẳng nên trụ quả vị giác ngộ ca tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp nào có thể ở trong đó mà khởi chấp trước và an trụ. Này thiện hiện, như vậy là đại Bồ Tát dùng sự không chấp trước và không an trụ mà làm phương tiện để tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát nghĩ thế này, nếu có khả năng không chấp trước không an trụ như thế mà hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa là hành bát nhã ba la mật đa, nếu có khả năng không chấp trước không an trụ như thế mà tu sâu sắc bát nhã ba la mật đa là tu bát nhã ba la mật đa, ta nên hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, ta nên tu bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy do nghĩ như thế nên thủ tướng chấp trước xa lìa bát nhã ba la mật đa. Nếu xa lìa bát nhã ba la mật đa thì xa lìa tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí ba la mật đa, cũng xa lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Cũng xa lìa chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Cũng xa lìa thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Cũng xa lìa bốn tịnh lợi, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Cũng xa lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Cũng xa lìa bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng xa lìa pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Cũng xa lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Cũng xa lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng xa lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Cũng xa lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Cũng xa lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Cũng xa lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Cũng xa lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp không có sự chấp trước, chẳng phải là tánh có chấp trước của bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Này thiện hiện, vì bát nhã ba la mật đa sâu xa hoàn toàn không có tự tánh để có thể đối với các pháp có sự chấp trước. Vì vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả pháp và bát nhã ba la mật đa sâu xa đều không chấp trước.
Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa khởi tưởng như thế này, đây là Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là hành khắp thật tướng các pháp. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy do khởi tưởng này nên từ bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu từ bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì từ bỏ tịnh lự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa, cũng từ bỏ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng từ bỏ chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, cũng từ bỏ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo, cũng từ bỏ bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng từ bỏ tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng từ bỏ bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng từ bỏ pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng từ bỏ năm loại mắt, sáu phép thần thông, cũng từ bỏ 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, lại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng từ bỏ pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, cũng từ bỏ trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, cũng từ bỏ tất cả pháp môn Đà La Ni, tất cả pháp môn Tam Ma Địa, cũng từ bỏ tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng từ bỏ quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì sao? Này thiện hiện, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là tất cả hạt giống của bạch pháp. Nếu từ bỏ Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là từ bỏ tất cả bạch pháp. Hết quyển thứ 353.